Cao quá. Ui trời thương. Trời thương. À, cái lòng thương của mình á, đối với động vật hay con người rất là lớn mọi người. Vì thế mà cái hành động của nhân á, khả năng là mọi người sẽ có đa số đông mọi người sẽ không đồng tình chảy máu mà mọi người. Thôi bây giờ đi xuống ngồi hải đăng tiếp đi. Đi tiếp. Hẹn gặp mọi người ngồi hải đăng. Nhìn xuống quái luôn vậy. Xin chào, rất là vui Nhân được gặp lại tất cả mọi người. Hiện tại Nhân đang có mặt trên đảo Bích Đầm. Và Nhân nghe đồn rằng trên đảo Bích Đầm có một ngôi miếu thờ bè rất là linh thiêng. Và linh thiêng như thế nào thì Nhân cũng như mọi người thôi, Nhân đang đi trải nghiệm và khám phá. Nhân mời tất cả mọi người hãy cùng theo chân của Nhân để trải nghiệm về miếu bè trên đảo Bích Đầm. Đi thôi, đi thôi. Đoạn đường đi khá là dốc và cao mọi người. Vì thế mà cameraman của Nhân đã bị bỏ lại phía sau. Nếu mà Nhân đoán không lầm thì cái đường dây điện này là để kéo lên ngôi miếu đó, hoặc là kéo lên ngọn hải đăng ở cái đảo này. Mà theo như Nhân đoán á, thì cái khả năng cái đường dây điện này kéo về ngọn hải đăng thì nhiều hơn là kéo về ngôi miếu. Sau khi Nhân làm về YouTube á mọi người, mà đặc biệt là làm về tâm linh á, thì Nhân đã đúc kết được một cái vấn đề mà Nhân muốn chia sẻ với tất cả mọi người, là hầu như những điểm tâm linh á là đều phải nằm những cái nơi hiểm trở hoặc là đường đi nó rất là khó khăn, giống như kiểu là để đánh thức được cái khả năng của con người rằng phải vận động rất là nhiều mới đến được cái nơi đó. Đó là theo quan điểm cá nhân của Nhân thôi. Còn như thế nào thì mọi người có ý kiến gì thì cứ bình luận bên dưới. Bởi vì Nhân đi rất là nhiều nơi tâm linh rồi, hầu như những nơi nào cũng đi rất là khó khăn mới đến được nơi mọi người. Bây giờ Nhân phải đi tiếp mọi người này. Cùng sau một quãng thời gian đi bộ rất là xa, Nhân cũng đã tới được miếu bè rồi. Mà Nhân nói thêm một điểm này để mọi người cảm nhận được cái độ linh thiêng ở đây. Lúc nãy Nhân đi đoạn đường rất là xa, Nhân cảm giác rất là khát nước. Và Nhân nói ra, có caramel chứng kiến, Nhân nói ra là Nhân muốn ngỏ ý là lấy trái dưa trên bàn thờ để mà ăn để cho khát, đỡ đói. Sorry mọi người, đỡ khát. Nhưng mà không ngờ cái điện thoại của Nhân bị hư. Nhân mới sửa xong và bây giờ Nhân mới
nói cái đoạn này cho mọi người hiểu á. Và vì thế mà bây giờ cái việc đầu tiên của Nhân á là sẽ thắp hương. Bây giờ mời mọi người hãy cùng vô miếu nha mọi người. Nhớ xin mọi người đây nha. Trong đây có một số pho tượng á, rất là lạ mà Nhân chưa bao giờ Nhân được thấy. Không được mang giày lên mọi người. Đang nói xong rồi. Máy chạy. Có một điểm nữa mà lúc nãy Nhân quên nói với tất cả mọi người là sau khi mà Nhân nói là sẽ không lấy cái quả dưa của bà nữa thì cái điện thoại của Nhân là mới chạy lại được thôi mọi người. Có lẽ Nhân nói ở đây ra thì một trong số ít tất cả mọi người sẽ nói là Nhân nói xạo, nhưng mà chỉ có những người đi thực tế như với Nhân á thì mới hiểu được những cái cảnh đó. Và có Caramel của Nhân đi cùng thì Nhân không bao giờ Nhân nói xạo hết đó, tất cả mọi người. Vì thế mà ai đặt chân đến cái ngôi miếu này sẽ cảm nhận được cái điều đó. Và điểm tiếp theo mà trong cái chuyến hành trình lên đây á thì Nhân sẽ khám phá ngọn hải đăng, một trong những cái điểm nhấn của đảo Bích Đầm. Và bây giờ Nhân mời mọi người hãy theo chân của Nhân để chiêm ngưỡng ngọn hải đăng nhé. Đây trời lên nó có núi.
giờ thèm nước quá nhiều quá. Không có con Nhon thấy cái miếu thịt con hết. Hiện tại là Nhon đang đứng ở một cái vực rất là cao mọi người. Nó cao nhưng mà nó rất là đẹp, vì thế nó đã cuốn hút Nhon đứng lại. Mà trong lúc Nhon đứng lại á thì Nhon nhìn thấy một con dê con giống như là nó bị lạc bầy, nó kêu mẹ nó mọi người. Nó đang ở dưới kìa. Và theo như cảm tính của Nhân hiện tại mách bảo thì Nhân sẽ leo xuống dưới đó xem thử là như thế nào. Nếu được thì Nhân sẽ đưa nó lên đây. Mà cũng hơi hồi hộp mọi người, tại vì độ cao của nó quá lớn. Và mọi người hãy chúc Nhân may mắn nha. Đây mình sẽ cho mọi người xem cái dốc đá anh Nhân chuẩn bị leo xuống giải cứu chú dê con nha. Đây, anh Nhân đã bắt đầu leo xuống này mọi người. Nếu mọi người có gặp cái trường hợp giống như vậy thì mình cũng nên khuyên mọi người là nếu mọi người có cái khả năng leo núi thì hãy làm giống như Nhau. Còn nếu không thì mọi người nên đừng làm hành động này. Anh em leo được nửa đồng dốc rồi. Chắc có lẽ mình cũng sẽ đi theo anh Nhau đây. Vách đá không nha mọi người. Phía dưới là biển. Anh Nhân ơi, em đang xuống với anh đây. Em đang xuống đây, anh cứ đi đi, anh cứ đi đi. Rồi rồi rồi, ok. Mình vừa vượt xong cái vách đá này mọi người. Rồi mình phải tắt máy quay. Nhân thì vẫn đang ở dưới kia. Chắc nghĩ mình sẽ đi tiếp hoạt động. Bị lừa hả? Sao vậy? Nó chạy rồi hả? Vậy là Nhân bị dính một cú lừa từ một chú dê con. Nhân xuống tới nơi thì bị thì chú dê con để chạy đi rồi mọi người. Anh Nhân đang đi lên lại đây. Chú dê vẫn đang kêu, chắc nó lẽ là đang lưu lại bệnh Nhân đấy. Không, nhưng nếu đặt trong hoàn cảnh như các bạn thì các bạn thấy chú dê ấy thì chắc các bạn cũng sẽ xuống giải cứu cho chú dê thôi. Anh Nhân đang đi lên này. Lên được không anh? Xuống được mày lên được không đó? Dê đang lêu lêu qua lại kìa. Lên đi. Rồi đi tiếp qua bên ngọn hải đăng nè. Nó quay lại nó còn chọc mình nữa. Lên 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 lên. Nhân gà bị dê non lừa. Dê già mà thua dê non không? Nè Nhân đây mọi người, anh ấy lên rồi. Ủa, chỗ này cao quá. Ui. Mình bị một con dê con lừa mọi người. Mình tưởng nó bị mắc kẹt dưới đá mà xuống mình cứu nó lên, ai ngờ mình vừa xuống tới nơi nó chạy nhanh hơn mình nữa. Thôi, nói chung là lòng tốt mình cứ đặt. Còn đặt đúng chỗ hay không, đó là tùy duyên. Đi. Cao quá. Ui, trời thương. Trời thương. À,
cái lòng thương của mình đối với động vật hay con người rất là lớn mọi người. Vì thế mà cái hành động của Nhân khả năng là mọi người sẽ có đa số đông mọi người sẽ không đồng tình chảy máu rồi mọi người. Thôi bây giờ đi xuống ngoài đăng tiếp đi. Đi tiếp. Hẹn gặp mọi người ở ngoài đăng. Nhìn thú quái luôn nữa mà. Ở đây là hoàn toàn dùng bằng năng lượng điện mặt trời nha mọi người. Và ngọn hải đăng trong trí tưởng tượng của Nhân thì nó sẽ rất là cao. Nhưng mà ngọn hải đăng ở đây thì nó thấp mọi người. Anh có cảm thấy nơi ít người đến nhất lại là nơi đẹp nhất không? Câu đó là hiển nhiên mà. Có một con cá này. Để em quay cho khán giả xem này. Rất là đẹp luôn. Hiện tại Nhân đang ngồi ở ngọn hải đăng của đảo Bích Đầm. Nói về view của ngọn hải đăng á, thì không chê vào đâu được mọi người. Nếu như ở đây mà ngắm bình minh vào buổi sáng thì rất là tuyệt vời. Ở clip của Nhân cũng sẽ dừng ở đây. Nếu như mà mọi người xem clip của Nhân mà cảm thấy thú vị á, thì hãy chia sẻ clip này của Nhân. Và đừng quên đăng ký kênh. Bởi vì đêm nay ở đảo Bích Đầm sẽ là một đêm đáng nhớ đối với Nhân và cả Caramel. Vì những lời đồn về ma mị ở cái đảo này đã thôi thúc Nhân phải ở lại đêm ở đây. Mọi người hãy chờ xem nhé. Bye bye.